Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu công nghiệp Hòa Cầm, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức khởi công công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm. Đây là món quà ý nghĩa của Thành ủy Đà Nẵng dành tặng cho công nhân lao động thông qua tổ chức công đoàn và cũng là công trình trọng điểm của thành phố trong năm 2019. Đến dự có ông Phạm Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm được xây dựng trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây với diện tích hơn 27.000 m². Dự án có tổng kinh phí 198 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có 3 khối nhà 5 tầng, giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 công nhân. Kinh phí đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thi công 280 ngày, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020. Công trình do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Bà quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng quản lý dự án. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Liên đoàn Lao động thành phố với vai trò là chủ đầu tư đã nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị để đưa công trình khởi công đúng kế hoạch giao. Đồng thời nhấn mạnh, Đà Nẵng luôn quan tâm đến các thiết chế văn hóa và nhà ở cho công nhân và công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm là một trong những công trình nhằm cụ thể hóa đề án phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Để công trình được triển khai, xây dựng đúng tiến độ đề ra, tôi đề nghị chủ đầu tư là Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan điều hành dự án tiếp tục tích cực, chủ động triển khai, theo dõi các công việc theo quy định, chỉ đạo đơn vị trúng thầu, dự án nhanh chóng triển khai thi công công trình theo hợp đồng, đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, an toàn tuyệt đối công trình, đúng quy định của pháp luật và đặc biệt là làm việc với tinh thần và tình cảm cao nhất. Tôi cũng đề nghị các sở ban ngành, chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ các thủ tục liên quan cho chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Đồng thời, cũng kính đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chủ động làm việc, tham mưu với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kinh phí, tranh thủ mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2 của dự án. Xác định đây là công trình trọng điểm của thành phố và là công trình ý nghĩa phục vụ nhu cầu về nhà ở của công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Cầm. Đơn vị thi công cũng đã cam kết triển khai dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Khi thực hiện chỉ đạo của phía Ủy ban thành phố cũng như Tổng Liên đoàn và cũng các đơn vị ngành thì tôi biết công trình này cũng là một công trình rất là trọng điểm và công trình đầy ý nghĩa. Nên về phía công ty chúng tôi khi được thực hiện công trình này thì công ty chúng tôi sẽ cam kết thực hiện đảm bảo được tiến độ là 280 ngày, đảm bảo về chất lượng cũng như mỹ quan, đảm bảo về an toàn lao động với công trình này. Được biết giai đoạn 2 dự án sẽ xây dựng 5 khối nhà 5 tầng, nhà xe, siêu thị mini, nhà trẻ và các hạ tầng kỹ thuật khác, tổng mức đầu tư khoảng 128 tỷ đồng, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư. Đà Nẵng hiện có hơn 74.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó khoảng 45% lao động ngoại tỉnh có nhu cầu rất lớn về nhà ở. Mục tiêu của thành phố đến năm 2020 là giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất 20% số công nhân tại các khu công nghiệp, và đến năm 2030 là 35%.